Thưa quý vị, sau một thời gian dài khó khăn do thiếu đơn hàng, bước sang đầu quý tư năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn cả nước nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng đã có tín hiệu phục hồi tích cực. Đơn hàng đang quay trở lại với sản lượng nhiều hơn so với các quý trước. Đây là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tăng tốc sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt nhất mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Công ty cổ phần thiết kế mỹ thuật PAD nằm trên địa bàn xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang là doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất. Để phục vụ sản xuất kinh doanh dịp cuối năm, vừa qua doanh nghiệp này đã đầu tư gần 1 tỷ đồng mua thêm một dây chuyền máy dán cạnh tự động có công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và tiết kiệm hơn 60% thời gian sản xuất. Trong đó, chương trình khuyến công địa phương hỗ trợ 30% kinh phí, tương đương gần 270 triệu đồng. Giờ như hiện tại đối với tình hình kinh tế khó khăn thì doanh nghiệp em may mắn là được là có những cái đơn hàng. Cái đầu tư máy móc này là nó giúp cho doanh nghiệp em là tiết kiệm được rất là nhiều thời gian sản xuất. Mà ở thời điểm này thì đang là thời điểm đầu việc. Cái việc mà đầu tư máy móc này là nó sẽ giúp cho bên em là đáp ứng được cái tiến độ của các chủ đầu tư. Và hàng hóa của tụi em là sẽ đẹp, mà bày mà chắc chắn hơn nữa. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng liên tục thông báo tuyển dụng lao động với số lượng lớn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh dịp cuối năm. Tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đà Nẵng, hiện có hơn 100 đơn vị gửi thông báo tuyển dụng đến trung tâm với hơn 7.000 vị trí việc làm, chủ yếu là lao động phổ thông. Đó là chưa kể, nhiều doanh nghiệp tự đăng tin tuyển dụng qua nhiều kênh quảng bá truyền thông của doanh nghiệp. Vừa rồi cũng như cùng với cái dòng chảy của ảnh hưởng của dịch thì đơn vị cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cái đơn hàng cũng như là tiền lao động nó cũng giảm. Tuy nhiên hiện tại thì bên công ty cũng mới nó nhận đơn hàng và trong từ tháng 11 và cho đến cuối năm sẽ tuyển dụng lao động trở lại và dự kiến thì tuyển sẽ tầm từ 50 đến 100 người. Thì ở các vị trí đi hành chính có, đi 3K có. Thì dần dần từ đây đến cuối năm thì nhu cầu cũng sẽ lao động sẽ tăng lên. Nhu cầu tuyển lao động tăng. Cuối năm là thời điểm vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp. Một tín hiệu vui cho nền kinh tế là nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng trở lại. Trong đó có ngành dệt may, một trong những ngành gặp rất nhiều khó khăn trong năm nay. Cụ thể, đến hết tháng 9 năm 2023, xuất khẩu dệt may của cả nước chỉ đạt 29,7 tỷ đô la Mỹ, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2022. Còn tại Đà Nẵng, kim ngạch xuất khẩu dệt may 10 tháng qua chỉ ước đạt 415 triệu đô la Mỹ, giảm 10,2% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, hiện tại, hầu hết các doanh nghiệp đã dần có đơn hàng trở lại. 6 tháng đầu năm 2023 thì cái mức giảm của chúng ta là 17%. Nhưng đến 9 tháng thì chúng ta giảm khoảng 12%. Nhưng mà khả năng hết kết thúc năm tài chính 2023 này thì chúng tôi đang nhận định là cái mức giảm nó sẽ giảm về 7-8% thôi. Chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu xuất khẩu khoảng 40 tỷ 500 triệu đến 41 tỷ năm nay. Đấy là một cái xu thế tất yếu. Theo các hiệp hội doanh nghiệp, hiện các đơn hàng đang quay trở lại với các doanh nghiệp vì tồn kho ở nhiều thị trường phía đối tác giảm. Họ bắt đầu đặt hàng trở lại. Tuy nhiên, mức giá hiện tại cho các đơn hàng đang ở mức thấp. Tuy nhiên, mức giá không còn được như trước. Các doanh nghiệp đang phải chấp nhận mức giá thấp trong khi chi phí đầu vào tăng cao. Đặc điểm, đơn hàng giai đoạn này là đòi hỏi khắt khe hơn. Đơn hàng không còn lớn như trước và thời gian giao hàng rút ngắn. Do đó, các doanh nghiệp phải chủ động linh hoạt sản xuất, chắt chiu từng đơn hàng cũ và tìm kiếm các đơn hàng mới để có những kết quả sản xuất kinh doanh tốt nhất, đảm bảo được việc làm cho người lao động.